Đúng 2 tháng đầu năm 2024, Thái Lộc Xuân mới, tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, biết được thiên cơ, hóa hung thành cát, gặp thời đổi vận, được bề trên ban cho lộc lớn, gánh tiền nặng vai, giàu sang sung sướng nhất họ. Giáp Thìn vận số cuộc đời, tương sanh tuổi mạng danh công có phần, là người ngay thẳng siêng cần, thêm tài ăn nói dễ gần người trên, thuận sanh xuân hạ càng nên. Quyền cao chức trọng có tên ở đời, nghịch sanh cuộc sống đổi rời, thân không khổ cực tâm thời khó yên, trung niên lắm bạc nhiều tiền, hậu lai là lúc an nhiên thanh nhàn. Vâng thưa quý vị, trước những câu thơ như sét đánh ngang tai, tiên đoán vận mệnh của tuổi Thìn nói chung và bản mệnh tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 nói riêng, chúng tôi những người ngày đêm nghiên cứu và đúc kết về tử vi vận mệnh 12 con giáp nhận ra rằng mình cần sớm đưa ra những thông tin luận giải về vận mệnh của 12 con giáp. Mà nổi bật ở đây là vận trình tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, trong 2 tháng đầu năm bản mệnh năm Giáp Thìn 2024. Trong 2 tháng đầu tiên của năm mới, bản mệnh Giáp Thìn tốt hay xấu, giàu hay nghèo, thuận lợi hay bế tắc, thịnh vượng hay suy tàn, quý vị hãy ngồi xuống nhâm nhi một ly trà và cùng chiêm nghiệm ngay video của Minh Đường Tử Vi nhé. Thưa quý vị, đầu tiên chúng ta cùng xét về lá số tử vi của gia chủ tuổi Giáp Thìn trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Quý vị hãy dành ra 1-2 phút để chúng ta cùng chiêm nghiệm lại về lá số tử vi của những gia chủ tuổi Giáp Thìn chúng ta đã biết. Khi mà chúng ta biết được vận trình tổng quát của năm thế nào, thì chúng ta xét luận đoán theo từng tháng thì mới được chuẩn xác, có cách căn cứ để chúng ta luận đoán được chính xác nhất. Và ngay bây giờ chúng ta cùng đi vào lá số tử vi năm 2024 của những gia chủ tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 nam mạng và nữ mạng. Người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 hay còn gọi là Phục Đầm Chi Lâm, rồng ẩn ở đầm, dương mạng tuổi âm 61 tuổi, ngũ hành bản mệnh Phúc Đăng Hỏa, lửa đèn nhỏ, tướng xương, xương con rồng, tướng tinh con rắn. Giáp Thìn nạp âm hành hỏa, do can giáp mộc ghép với chi Thìn, dương thổ, ta có mộc khắc thổ, tức là can khắc chi, vì vậy, tuổi này có cuộc đời gặp nhiều trắc trở, nghịch cảnh thời tiền vận, song cũng gặp may mắn nhờ sự phấn đấu của bản thân, bắt đầu từ trung vận đến hậu vận, cuộc đời sẽ trở nên an nhàn hơn, khởi sắc hơn nhờ nạp âm và can chi tương hợp ngũ hành. Can giáp đứng đầu hàng can, những người thuộc can giáp có tính tình cứng cỏi, đôi khi tự cao, tự đại, về chi thuộc chi Thìn nên có khiếu về văn chương, tự tin, nhưng đa nghi, nội tâm hay mâu thuẫn. Những người này có khả năng phán đoán công việc rất hay, nhưng lại nặng phần lý thuyết, nhẹ phần thực hành, do đó, khi bắt tay vào làm họ thường do dự, dè dặt, đặc biệt nếu gặp thời cơ thích hợp, họ sẽ biến hóa như rồng. Và họ cũng biết thu mình khi chưa gặp vận. Đây là mẫu người đa năng, đa tài, có lòng đầy tự hào, là nhà phê bình sắc bén. Những người sinh vào mùa xuân hay mùa hạ thì được cho là hợp mùa sinh. Thuở nhỏ tuổi này có cuộc sống lận đận, một số người xem về đường tình duyên thì gặp sóng gió. Đời sống lứa đôi ít hòa thuận, dễ cãi vã. Trời ban cho bản mệnh là người luôn chất chứa khát vọng cao xa, có số quan to, thích làm việc lớn. Quan trọng nếu sinh được giờ tốt, người luôn coi mình là trung tâm và yêu cầu cao. Tuy là người võ đoán nhưng vẫn được mọi người tôn trọng. Những người tuổi rồng không bao giờ chịu bó buộc mình trong một không gian chật hẹp nhỏ bé, họ muốn vươn tới bầu trời xanh, cao rộng để thỏa sức vẫy vùng và biến ước mơ của bản thân mình thành hiện thực, khát vọng được phát triển, khẳng định bản thân của người tuổi rồng như một ngọn lửa rực cháy, có thể thiêu đốt tất cả những khó khăn, nguy hiểm ở phía trước. Họ cũng thuộc những người bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quyền lực, địa vị và cuộc sống xa xỉ. Tuổi Giáp Thìn giải quyết mọi việc đều bằng lý trí, không vì tình cảm riêng mà ảnh hưởng đến công việc chung, họ dễ nóng giận và cũng dễ tha thứ cho người khác, không bao giờ ôm thù hận trong lòng. Đó là lý do tại sao người tuổi Giáp Thìn sống thật ung dung, lạc quan và yêu đời, họ là những con người hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán. Tuổi Giáp Thìn một khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được, tuy nhiên, sự tự tin thái quá như một con dao hai mặt, nếu chủ quan con dao ấy có thể đâm sau lưng họ bất kỳ lúc nào. Tuổi Giáp Thìn luôn có định hướng, mục tiêu rõ ràng trong cuộc đời mình. Không ít những lần họ gặp phải khó khăn rồi thất bại, nhưng ý chí, lòng quyết tâm, đam mê đang sục sôi trong lòng không cho phép họ chấp nhận thua cuộc. Tuổi Giáp Thìn nhanh chóng nghỉ ngơi, thư giãn, lấy lại phong độ và trở lại trên con đường đi tới thành công của mình. Can Giáp là người có tâm đức, luôn học hỏi, hợp với những người cùng chí hướng. Họ sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ những người có khó khăn. Người thuộc can này không có tính cách xăm soi người khác, luôn để lại ấn tượng tốt, sống đàng hoàng chính trực. Cuộc đời của người tuổi Giáp Thìn được dự đoán qua bài thơ sau. Chữ giáp số có đất điền, số thường được hưởng của tiền trời cho. Anh em nào phải cậy trông, lập nghiệp xa xứ ấm no của nhà. Vợ chồng thay đổi đôi ba,
trai hay đổi vợ gái thường thay duyên, cho hay số mạng do trời, nhỏ làm ân đức về già mới yên, tuổi nhỏ tay trắng thật thà, của chồng công vợ về già làm nên. Theo tử vi, người tuổi Giáp Thìn có cuộc sống tương đối tốt đẹp, những việc muốn làm thì đều có kết quả như ý muốn, vạn sự tất thành, đại cát đại lợi. Những người này được hưởng số vinh hoa phú quý, ít khi lo nghĩ hay vất vả. Những người tuổi Giáp Thìn có được cuộc sống tốt đẹp và toàn vẹn. Trong cuộc đời họ gặp được nhiều may mắn và tự tạo được cho mình nhiều cơ hội để phát triển công danh sự nghiệp, về cuối đời được hạnh phúc và an nhàn. Vận mệnh của tuổi Giáp Thìn rất tốt, làm đâu được đấy, nắm phần thắng lợi nhiều hơn thất bại. Bao giờ cũng nắm lấy cơ hội thuận tiện, số phú quý, cuộc sống an nhàn, ít lo nghĩ về tâm trí cũng như cực khổ về thể xác. Công danh tuổi nhỏ lên bổng xuống trầm, nhưng cũng có danh vọng ngoài xã hội. Sự phát triển công danh có được vào lúc từ tuổi 36 trở lên, sự nghiệp thì vững vàng không sợ bị đổ vỡ, tiền bạc dồi dào không có thiếu thốn. Nói tóm lại, sự nghiệp và tiền tài đã đến lúc phát đạt hơn mà không bao giờ có sự sụp đổ bất ngờ. Vận trình người tuổi Giáp Thìn trong năm Giáp Thìn 2024. Xét về địa chi, người tuổi này có địa chi là Thìn. Năm 2024 địa chi Thìn là chủ về thái tuế của bản mệnh, điều này thường được gọi là tự hình năm tuổi. Theo đó, người tuổi Giáp Thìn năm 2024 gặp thái tuế đáo tụng đình, dẫn tới việc khó tránh đưa tới những chuyện thị phi. Luận tử vi 1964 năm 2024 thấy công việc trong năm dễ thay đổi. Xét về thiên can Giáp thuộc ngũ hành mộc, có mối quan hệ chủ về tương trợ với thiên can Giáp của năm 2024. Năm này công việc của người tuổi này có được sự hỗ trợ và trợ giúp của quý nhân. Xem tử vi tuổi Giáp Thìn năm 2024 thấy công việc kinh doanh dễ liên kết, hùn hạp hoặc phát triển mở rộng sự nghiệp. Xét về mối quan hệ ngũ hành, người tuổi này ngũ hành bản mệnh thuộc hỏa, gặp năm Giáp thì ngũ hành cũng thuộc hỏa, là quan hệ tương hợp, tốt. Năm Giáp thì người sinh năm này dự báo phát triển liên kết làm ăn với anh em hoặc người thân thuận lợi, đồng thời bản thân cũng có những định hướng mới công việc và cuộc sống. Sức khỏe không phải là vấn đề đáng ngại trong năm này. Về phương diện tài chính thì nên tận dụng khoảng thời gian giữa năm, sẽ có nhiều cơ hội thu được nhiều tiền bạc. Xét theo vận niên, theo tử vi tuổi Thìn 2024, bước vào năm tuổi của mình, tuổi Giáp Thìn gặp vận niên Ngưu Hồi Sơn, tức là trâu về núi. Hình ảnh này mang ý nghĩa ở núi tuy không có nhiều cỏ để ăn, nhưng vẫn còn lá cây non và xa loài người thì tấm thân bớt cơ cực phần nào. Điều này ngụ ý, trong năm công việc làm ăn phải cẩn trọng, suy tính kỹ càng, chắc chắn có lợi mới nên làm, kẻo khó còn đường lui. Đời sống tình cảm gặp trục trặc, đôi bên liên tục xảy ra xung đột mâu thuẫn, gia đạo mất hòa khí, mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái, giữa các con với nhau cũng không mấy tốt đẹp, thậm chí có thể vướng tranh chấp về vấn đề đất cát. Xét theo vận hạn năm 2024 tuổi Giáp Thìn. Tam tai 2024, tuổi Giáp Thìn phạm tam tai, năm cuối, hạn bớt nặng nhưng tránh kết thúc các việc quan trọng trong năm, kẻo gặp tai ương bất ngờ. Kim lâu 2024, tuổi Giáp Thìn không phạm kim lâu, có thể xây dựng nhà cửa, đứng tên lo liệu việc cưới hỏi cho con cháu trong nhà. Hoàng ốc 2024, tuổi Giáp Thìn không phạm hoang ốc, tốt cho xây dựng nhà cửa. Trong năm 2024 Giáp Thìn, các gia chủ sẽ cần cẩn trọng chú ý tháng Giáp Tuất, tháng 9 âm lịch, từ ngày mùng 3 tháng 10 năm 2024 đến ngày 31 tháng 10 năm 2024 dương lịch. Đây là tháng đại kỵ với những gia chủ tuổi Thìn. Vào những ngày này không nên tiến hành những công việc trọng đại và cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá những thị phi không đâu ập tới. Xét về nam mạng, sao chiếu mệnh. Năm 2024 nam mạng tuổi Giáp Thìn có sao kế đô chiếu mệnh. Trong hệ thống cửu diệu tinh quân, kế đô là hung tinh chủ về hao tổn tiền bạc, thị phi trong gia đình, các mối quan hệ. Người gặp sao hạn này muốn tránh thị phi thì phải khiêm tốn, dĩ hòa vi quý, không khoe khoang, hiếu thắng. Gặp người không cùng quan điểm thì không nên tranh luận nhiều, nếu biết lắng nghe nhiều hơn thì mệnh chủ sẽ tránh được những mâu thuẫn không đáng có. Vận hạn, trong năm 2024, tuổi Giáp Thìn nam mạng gặp hạn địa võng, đây là vận hạn chủ về mâu thuẫn trong các mối quan hệ. Người gặp hạn này nếu giữ được bình tâm, sáng suốt thì sẽ tránh được thị phi. Mọi chuyện xảy ra nếu không có cái nhìn sâu sắc, đa chiều thì khó phân biệt được đúng sai. Trên đời này có người tốt, cũng có người xấu, có thương cũng có ghét. Vì thế nếu gặp chuyện thị phi thì cứ xem như gió thoảng mây bay, không nên để tâm nhiều. Xem tử vi 2 tháng đầu năm 2024 chi tiết dành cho nam mạng tuổi Giáp Thìn dựa trên các phương diện công việc, sự nghiệp, tài chính, gia đạo, sức khỏe. 1. Công việc, sự nghiệp.
Trong 12 con giáp, người tuổi Giáp Thìn có nhiều ước mơ, hoài bão, sống phóng khoáng và tốt bụng. Tuổi này khi làm việc thì sẽ cố gắng hết mình, sẵn sàng đón nhận thử thách, thích là người tiên phong trong việc gì đó. Theo tử vi khoa học cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2024 tới, Giáp Thìn Nam Mạng hãy giữ năng lượng tích cực của mình trong công việc. Tuy nhiên, mệnh chủ cũng nên hướng tới các phương án an toàn thay vì mạo hiểm. Như vậy cũng là để bảo vệ những thành quả mà trước đó Nam Giáp Thìn đã gây dựng được. Xem tử vi tuổi Giáp Thìn 1964 năm 2024, dưới tác động của năm tuổi, nhiều vấn đề ập tới, khiến người tuổi này khó có được sự bình yên như mong muốn. Với những người vẫn đang tại chức, tham vọng sự nghiệp vẫn còn, vận trình công danh trong 2 tháng đầu năm của bản mệnh sẽ có nhiều biến động và chủ yếu theo chiều hướng bất lợi. Vận may không có, bản mệnh phải thận trọng trước khi đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào, tâm lý trong 2 tháng đầu năm cũng không mấy thoải mái. Nhiều cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng tới tâm trí của Giáp Thìn, bản mệnh không kiểm soát được cảm xúc sẽ rất dễ vướng khẩu thiệt bị tiểu nhân đâm chọc, điều đó càng gây bất lợi cho sự phát triển sau này. 2. Tài chính. Xem tử vi tuổi Giáp Thìn 1964, 2 tháng đầu năm 2024, tài chính không cần phải quá lo lắng. Bản mệnh là người có đầu óc tính toán nên tiền bạc khá dư giả. Tuy nhiên, trong 2 tháng này bản mệnh cũng phải chi tiêu khá nhiều cho nhu cầu gia đình hàng ngày hoặc đổ vốn kinh doanh nên tính toán thật kỹ trước khi có ý định vung tiền. Nói chung, Nam Mạng Giáp Thìn sẽ không phải lo lắng nhiều về tình hình tài chính trong 2 tháng đầu năm 2024 này nếu biết thu chi hợp lý. Ở độ tuổi này, mệnh chủ cũng nên có những khoản tiết kiệm dự trù cho tương lai, sống giản dị để có tiền dư giả mỗi tháng, tránh những khoản vay mượn không cần thiết, sống giản dị. Khiêm tốn là đức tính đáng quý của con người, đặc biệt là trong đời sống vật chất như hiện nay. Nếu duy trì được điều đó thì nam giới tuổi Giáp Thìn sẽ có cuộc sống an lạc, hạnh phúc. 3. Tình duyên gia đạo. 2 tháng đầu năm 2024 này, nam tuổi Giáp Thìn sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình của mình. Là người lớn tuổi trong nhà, mệnh chủ luôn cư xử chuẩn mực làm gương cho con cháu. Chính vì vậy, Giáp Thìn Nam Mạng nhận được rất nhiều sự tôn trọng, quý mến từ người thân xung quanh. Mệnh chủ là người ít bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, nhưng luôn âm thầm quan tâm, chăm sóc cho con cháu. Thời gian tới sẽ là lúc Nam Giáp Thìn cần giải bày tình cảm nhiều hơn, để tình cảm gia đình được mặn nồng gắn kết. 4. Sức khỏe. Muốn có một sức khỏe tốt trong 2 tháng đầu năm 2024, Nam Mạng tuổi Giáp Thìn cần duy trì thói quen sống lành mạnh, ăn đủ dinh dưỡng, ngủ đủ giấc, nghỉ ngơi điều độ, tập thể dục thể thao. Thời gian này nếu cơ thể không khỏe hoặc thay đổi bất ngờ thì mệnh chủ nên thăm khám kịp thời, chớ nên chủ quan. Quý vị thân mến, tiếp theo chúng ta cùng xét đến lá số của nữ mệnh. Sao chiếu mệnh. Năm 2024, nữ mạng tuổi Giáp Thìn có sao Thái Dương chiếu mệnh. Trong bảng sao hạn năm 2024, sao Thái Dương là phúc tinh chủ về nhiều may mắn, thuận lợi. Người làm ăn kinh doanh, buôn bán thì được phát tài, phát lộc. Đối với nữ Giáp Thìn, gặp sao này thì cuộc sống của mệnh chủ có nhiều niềm vui hoan hỷ, sức khỏe dồi dào, dáng vẻ phúc hậu được chồng yêu thương, gia đạo yên vui hòa hợp. Năm sao Thái Dương chiếu mệnh, Giáp Thìn nữ mạng càng được hạnh phúc viên mãn. Vận hạn. Năm 2024 tuổi Giáp Thìn nữ mạng gặp hạn địa võng. Đây là vận hạn chủ về mâu thuẫn, thị phi trong các mối quan hệ. Để tránh lời ra tiếng vào, nữ sinh năm 1964 không nên quá để tâm tới những điều người khác nói về mình. Mệnh chủ chỉ nên tiếp nhận những điều phù hợp chứ không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Đối diện với thị phi tai tiếng, bản mệnh nên giữ im lặng, bình thản như gió nhẹ mây bay. Lá số tử vi 2 tháng đầu năm 2024 của nữ mạng tuổi Giáp Thìn sẽ được luận giải chi tiết trên các phương diện công việc, sự nghiệp, tài chính, gia đạo, sức khỏe. 1. Công việc, sự nghiệp. Tuổi Giáp Thìn nữ mạng là những người cởi mở, tính tình thân thiện, tốt bụng và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác trong công việc. Mệnh chủ lúc nào cũng làm tốt vai trò của mình, vì vậy, nữ Giáp Thìn sớm đã đạt được những thành quả nhất định khi còn trẻ. Bước sang độ tuổi 61, tuổi Giáp Thìn nữ chỉ cần duy trì những công việc trước đó của mình, không phải đối mặt với nhiều thách thức như trước đây. Bằng lòng với công việc và cuộc sống hiện tại, đó cũng là cách để nữ mạng tuổi Thìn 1964 sống hạnh phúc an nhiên. 2. Tài chính. Năm 2024 là lúc nữ Giáp Thìn lui về sau, để chứng kiến sự trưởng thành của con cái, mệnh chủ không còn nhiều nỗi lo lắng về chi tiêu tiền bạc trong cuộc sống. Nhưng đây là thời điểm Giáp Thìn nữ mạng cần có những khoản tiết kiệm cho tương lai. 2 tháng đầu năm này, mệnh chủ cũng nên chi tiêu nhiều hơn cho sức khỏe của mình, giảm các khoản chi khác không cần thiết,
Những sản phẩm tốt cho sức khỏe nên dùng như các món ăn lành mạnh, rau sạch, thức uống dinh dưỡng. 3. Tình duyên gia đạo. Ở mỗi gia đình, người lớn tuổi có vai trò vô cùng quan trọng trong việc gắn kết các thành viên lại với nhau. Nếu nữ mạng tuổi Giáp Thìn trò chuyện, chia sẻ với người thân nhiều hơn, tận hưởng khoảnh khắc gia đình sum vầy, thì cuộc sống năm 2024 càng trở nên viên mãn. Bên cạnh đó, mệnh chủ hãy dành nhiều thời gian để hỗ trợ các con công việc nhà, chăm sóc các thành viên nhỏ tuổi. Đôi lúc trong gia đình không thể tránh khỏi những quan điểm khác biệt giữa các thế hệ, nhưng nếu mệnh chủ chấp nhận sự khác biệt ấy, thì mọi người sẽ càng thấu hiểu, yêu thương nhau hơn. 4. Sức khỏe. Ở độ tuổi này, sức khỏe là tài sản vô giá đối với nữ mạng tuổi Giáp Thìn. Sức khỏe càng tốt, tinh thần càng minh mẫn, thì mệnh chủ sống càng hạnh phúc. Hơn nữa, khi có một thể trạng tốt thì nữ Giáp Thìn sẽ chủ động hơn trong cuộc sống, không cần tới sự trợ giúp nhiều của con cái. Trong 2 tháng đầu năm 2024 này, nếu cơ thể có dấu hiệu sa sút thì nữ sinh năm 1964 nên thăm khám bác sĩ, đồng thời nên duy trì chế độ ăn uống khoa học đủ các dưỡng chất cần thiết, nghỉ ngơi điều độ, ngủ đủ giấc, như vậy vừa nâng cao sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Bây giờ chúng ta cùng xét về lá số tử vi của những gia chủ tuổi Giáp Thìn. Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2024 âm lịch. Đầu tiên chúng ta xét về tháng 1 âm lịch, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Theo tử vi tháng 1 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, vận trình tháng mới của tuổi Giáp Thìn xen lẫn hung cát do sự xuất hiện của Thiên Cầu Hung Tinh và Quan Đới Nguyệt Lệnh. Thầy tử vi cảnh báo, trong tháng đầu tiên của năm mới 2024 này, bản mệnh có thể gặp phải một số hiểu lầm và thất bại trong tháng này. Ai đó có thể hiểu sai ý định, lời nói và hành động của bạn, dẫn đến một số xung đột và bất mãn không đáng có. Đặc biệt, Giáp Thìn cần hết sức cẩn thận khi giao tiếp, thể hiện bản thân với những người khác để tránh những hiểu lầm do cách diễn đạt không phù hợp gây ra. Bên cạnh đó, trong tháng riêng này, những người sinh năm Giáp Thìn cần kiên nhẫn và bình tĩnh hơn để giải quyết các mối quan hệ cá nhân và giải quyết xung đột. Cố gắng tránh bộc phát cảm xúc và thay vào đó hãy kiên nhẫn tìm kiếm những cách hợp lý để giải quyết vấn đề. Ngoài ra, người tuổi Giáp Thìn cũng nên chú ý đến sức khỏe trong tháng này, duy trì thái độ tích cực và lối sống đều đặn để nâng cao khả năng đương đầu với thử thách. Đặc biệt, khi giao tiếp với người khác, việc hiểu và tôn trọng quan điểm của đối phương có thể giúp giảm bớt những hiểu lầm, bất mãn. Tử vi tháng 2 âm lịch, tháng Đinh Mão, năm Giáp Thìn. Theo dõi lá số tử vi tuổi Giáp Thìn, thầy tử vi tiết lộ sự thật rằng, trong tháng 2 âm lịch năm 2024 là khoảng thời gian tốt xấu đan xen đối với người tuổi Giáp Thìn. Do đó, thầy tử vi có nhấn mạnh rằng, tín chủ cần chuẩn bị tinh thần vững vàng, chớ nên nghĩ đến việc bỏ cuộc trước khó khăn, bởi có thể trong lúc bạn tưởng chừng tuyệt vọng, quý nhân sẽ xuất hiện chỉ cho bạn hướng đi. Trên phương diện sự nghiệp, do chịu ảnh hưởng của cục diện tương hại, bản mệnh cần cẩn trọng trong các mối quan hệ xã giao. Tháng này, có thể bạn sẽ nhận ra lòng người khó đoán ra sao. Bởi khi đứng trước lợi ích, có những kẻ tưởng chừng là bạn bè thân thiết, người thân đáng tin cậy cũng sẽ trở mặt quay lưng. Hãy coi đây là cơ hội để mình nhìn rõ bộ mặt thật của mọi người. Theo tử vi tháng 2 năm 2024 tuổi Giáp Thìn âm lịch, trên phương diện tài lộc, các nguồn thu cũng sẽ không đổ về dồn dập như dự đoán của bản mệnh. Thậm chí có người tuổi Giáp Thìn còn bị tổn hại lợi ích vì tin tưởng nhầm người. Thời điểm này, thầy tử vi cảnh báo, mệnh chủ cần cẩn trọng trong các dự án đầu tư, kinh doanh, hạn chế hợp tác với người khác, tốt nhất hãy tập trung vào những công việc còn đang dang dở đã. Phương diện tình cảm cũng không mấy êm đềm, do chịu tác động của ngũ hành tương khắc, người độc thân được Bách Việt đào hoa chiếu mệnh nên vận thế khởi sắc hơn. Tuy nhiên vẫn cẩn trọng trước nguy cơ đào hoa xấu, trong khi đó, người đã lập gia đình cần tránh rơi vào những lời đồn thổi thị phi và những mối quan hệ phức tạp. Tổng kết lại, đánh giá tổng quan tử vi 2024 tuổi Giáp Thìn khá xấu, nhiều khó khăn trong công việc, phiền muộn về gia đạo, trục trặc về tiền bạc, lao dốc vì sức khỏe, năm nay ưu tiên nghỉ ngơi, suy nghĩ tích cực thì mới mong bình an đến, công việc làm ăn không thuận lợi, trồng trọt hay chăn nuôi đều gặp khó, dễ vướng thị phi, tranh chấp, kiện tụng gây tổn hao danh dự, hao tốn tiền của. Nếu còn đang tại chức, kinh doanh tự do, với kinh nghiệm của mình đương sự vẫn có chỗ đứng riêng trên thị trường. Song cạnh tranh tăng cao, đối thủ nhiều chiêu trò cũng khiến nhiều fan lao đao. Khi đã ở tuổi này nên dần trao lại việc cho con cái, đừng tự mình ôm cả vào người, rất dễ lao lực. Tiền bạc khó kiếm, tiêu hao lại nhiều, nhiều nhất cho vấn đề sức khỏe. Dù có yếu tố hóa giải nhưng vận xui vẫn khó tránh trong năm. Sức khỏe giảm mạnh thậm chí mắc bạo bệnh, cần đề phòng thương tật ở tứ chi, các bệnh về xương khớp hay tai nạn bất ngờ.
Những điều không như ý trong cuộc sống ảnh hưởng tới tinh thần, nếu không kịp thời giải tỏa để lâu ngày còn sinh bệnh nghiêm trọng. Trong cuộc sống gia đình, Giáp Thìn có xu hướng nóng giận thất thường, luôn hành động theo ý mình. Mối quan hệ với bạn đời và con cháu xa cách, điều này càng khiến quý bạn khó chịu và muộn phiền, không biết giải bày cùng ai. Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, trong năm 2024 và phong thủy may mắn trong năm 2024 giúp tín chủ Giáp Thìn xua hung đón cát, tăng tài tụ lộc, vượng vận khí suốt cả năm. Với tuổi Giáp Thìn Nam Mạng, muốn hóa giải sao hạn, Giáp Thìn Nam Mạng nên tu tâm dưỡng tính, hành thiện tích đức, giúp đỡ người khác, như vậy sẽ tạo được nhiều phước lành cho bản thân và con cháu đời sau. Người làm nhiều việc thiện phúc tuy chưa đến nhưng họa đã đi xa, người làm việc ác, họa tuy chưa đến nhưng phúc đã đi xa. Ngoài ra, tuổi Giáp Thìn có thể thực hiện lễ cúng dâng sao giải hạn, sao kế đô, nghi lễ này được thực hiện một lần vào đầu năm. Tại chùa hoặc tại gia, khi tham dự không cần chuẩn bị lễ vật quá cầu kỳ, quan trọng nhất là tấm lòng thành của gia chủ. Với tuổi Giáp Thìn Nữ Mạng, muốn hóa giải những vận hạn trong năm 2024, Giáp Thìn Nữ Mạng hãy buông bỏ những chấp niệm trong lòng mình, tu tâm dưỡng tính đi theo con đường chánh đạo, hành thiện tích đức cho bản thân và gia đình, như vậy thì vận may, những điều tốt đẹp sẽ tự đến. Theo kinh nghiệm của người xưa, vào năm sao Thái Dương chiếu mệnh, gia chủ có thể làm lễ nghênh đón sao Thái Dương để cầu may mắn, phúc lành, nghi lễ được thực hiện ở nhà hoặc ở chùa, lễ vật tùy tâm, quan trọng nhất là tấm lòng thành của tín chủ. Vật phẩm phong thủy để cầu bình an, sức khỏe, may mắn trong năm 2024 này, tuổi Giáp Thìn có thể đeo mặt Phật bản mệnh hoặc vòng tay trầm hương. Tuổi Giáp Thìn được Phật Phổ Hiền Bồ Tát hộ mệnh, đeo mặt Phật Phổ Hiền bên mình để cầu bình an, hạnh phúc cho bản thân và gia đình. Tuổi Giáp Thìn mệnh hỏa, hợp mặt Phật Phổ Hiền đá mã não đỏ tương hợp hoặc mặt Phật Phổ Hiền đá thạch anh xanh tương sinh. Ngoài ra, mệnh chủ có thể đeo vòng tay trầm hương để cải thiện sức khỏe, tâm trạng, bởi tinh dầu trầm hương có tác dụng cân bằng cảm xúc, mang tới sự thoải mái, dễ chịu cho người đeo. Phong thủy may mắn tuổi Giáp Thìn năm Giáp Thìn 2024, các yếu tố phong thủy may mắn cho Giáp Thìn trong năm 2024 sẽ được tổng hợp trong phần dưới đây. 1. Chọn người hợp tuổi sông nhà. Sông nhà đầu năm là tập tục cầu may mắn trong năm mới, thể hiện nét đẹp trong đời sống tinh thần của người Việt. Người xưa tin rằng, vị khách đầu tiên tới chúc Tết nếu hợp tuổi chủ nhà thì sẽ mang tới nhiều may mắn, phước lành đối với những chủ nhà tuổi Giáp Thìn. Khi xem tuổi sông nhà thì nên chọn con giáp tuổi Thân, tuổi Tý, tam hợp Thân, Tý, Thìn hoặc tuổi Dậu, nhị hợp Thìn, Dậu. Ngoài ra, mệnh chủ cũng có thể chọn người mệnh mộc đến sông nhà đầu năm, cụ thể vào dịp Tết Nguyên đán 2024 Giáp Thìn hợp với những người tuổi sau: Kỷ Hợi 1959, Canh Tý 1960, Tân Sửu 1961, Mậu Thân 1968, Kỷ Dậu 1969, Đinh Tỵ 1977. 2. Xuất hành đầu năm 2024. Mùng 1 Tết Giáp Thìn, xuất hành hướng Đông Nam để đón tài thần, hướng Đông Bắc để đón hỷ thần, khởi hành vào các khung giờ hoàng đạo, giờ Dần từ 3 đến 5 giờ, giờ Thìn từ 7 đến 9 giờ, giờ Tý từ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ. Xuất hành đi chùa thăm thân quyến vãn cảnh đầu năm. Xem lịch âm dương 2024 và chọn những ngày âm đẹp sau đây. Thứ hai, ngày mùng 3 tháng 1, thứ ba, ngày mùng 4 tháng 1, thứ hai, ngày mùng 10 tháng 1, thứ tư, ngày 12 tháng 1, thứ hai, ngày 17 tháng 1, thứ sáu, ngày 21 tháng 1, thứ hai, ngày 24 tháng 1, thứ sáu, ngày 28 tháng 1 âm lịch. 3. Khai xuân, khai trương, mở hàng. Người Việt ta quan niệm rằng, đầu xuôi đuôi lọt, ý nói nếu khởi đầu suôn sẻ thuận lợi thì kết quả gặt hái được sẽ rất tốt đẹp. Do đó, để có một khởi đầu tốt, ông cha ta thường chọn ngày đẹp khai xuân mở hàng, khai trương, khai bút đầu xuân. Người làm văn phòng khai bút đầu xuân để cầu năm mới thi cử đỗ đạt, sự nghiệp thăng tiến. Người làm tự do, thợ thủ công, chọn ngày đẹp khai xuân để cầu làm ăn phát đạt, thuận buồm xuôi gió. Trong năm 2024 này, quý tín chủ có thể chọn các ngày mùng 2, mùng 4, mùng 7 tháng riêng để khởi sự. Đối với Giáp Thìn đang làm ăn kinh doanh, buôn bán, nên khai trương mở hàng vào các ngày đẹp trong tháng riêng sau đây: thứ hai, ngày mùng 3 tháng 1, thứ sáu, ngày mùng 7 tháng 1, chủ nhật, ngày mùng 9 tháng 1, thứ ba, ngày 11 tháng 1, chủ nhật, ngày 16 tháng 1, thứ sáu,
ngày 21 tháng 1, thứ Tư, ngày 26 tháng 1, thứ Sáu, ngày 28 tháng 1. 4. Vật phẩm cầu tài lộc may mắn. Mặt Phật Di Lặc, vòng tay Tỳ Hưu là hai vật phẩm phong thủy cầu tài, chiêu lộc cho tuổi Giáp Thìn trong năm 2024. Trong phong thủy, Phật Di Lặc là biểu tượng của hạnh phúc viên mãn, trí tuệ sáng suốt, phước báu tròn đầy. Đeo mặt Phật Di Lặc bên mình để cầu công việc hanh thông, gia đình hưng vượng an lạc, tài lộc như ý. Nam nữ Giáp Thìn mệnh hỏa, hợp với mặt Phật Di Lặc đá mã não đỏ, tương hợp, hoặc mặt Phật Di Lặc đá mã não xanh, tương sinh. Đối với Giáp Thìn đang làm ăn kinh doanh, buôn bán, thì có thể thỉnh vòng tay Tỳ Hưu để cầu tiền tài, buôn may bán đắt, làm ăn phát đạt, giàu sang phú quý. Màu sắc may mắn. Tuổi Giáp Thìn trong năm 2024 hợp màu xanh lục, xanh lá, màu của hành mộc, tuổi 1964 mệnh hỏa, hợp với các màu thuộc hành hỏa và hành mộc. Riêng trong năm 2024, mệnh chủ hợp nhất với các màu thuộc hành mộc. Vì những màu này tương sinh với mệnh của năm Giáp Thìn, việc ứng dụng màu sắc hợp tuổi Giáp Thìn 1964 có thể sử dụng trong các lĩnh vực thiết kế, trang trí nội thất, thiết kế thời trang, xây dựng. Thưa quý vị thân mến, trong chuyên mục Nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin được chia sẻ về lời Phật dạy 5 yếu tố của một lời nói thiện lành. Nói gì để tránh khẩu nghiệp, ranh giới giữa nói thẳng nói thật và tu khẩu thì rất mong manh, vậy lời nói thật như thế nào thì không tạo nghiệp. Câu chuyện về đạo sư Tây Tạng dùng cách lăng mạ để dạy học trò, Phật giáo Mật Thừa ở Tây Tạng ghi nhận lại. Có những trường hợp các đạo sư lại dùng cách lăng mạ để giáo dẫn học trò, khiến cho người học trò tỉnh ngộ ngay thời khắc bị mắng chửi. Có thể kể đến ở đây là đạo sư Đốc Yên, người thầy hướng dẫn của đạo sư Patun Rinpoche, một vị thầy rất nổi tiếng ở Tây Tạng đầu thế kỷ 19. Chuyện kể rằng, một lần Đốc Yên mắng học trò với lời lẽ rất khó nghe và giơ ngón tay út ra, một cử chỉ nhục mạ, khi phát hiện ra một suy nghĩ xấu nơi chàng trai trẻ. Ngay sau thời điểm đó, người học trò nhập thiền và chứng đắc một kinh nghiệm tỉnh giác nội tại vô cùng quý giá. Trong câu chuyện này, việc mắng chửi học trò nhìn bề ngoài có vẻ rất xấu, rất tệ, nhưng ẩn sâu trong đó là một động cơ tốt, hơn thế lại đem đến kết quả tốt. Do vậy đó không phải là khẩu nghiệp, mà thực ra lại là một phương tiện thiện xảo của người thầy tốt muốn giúp học trò tiến bộ. Do vậy, để xét một lời nói thô ác có phải ác nghiệp hay không, cần xét đến hai yếu tố động cơ và kết quả. Tuy thế, có lẽ chuyện tương tự như trên ngoài đời thực không nhiều, nếu không nói là rất hiếm gặp, bởi hầu hết mọi người sẽ khó đạt được kết quả lý tưởng như người học trò kia. Sau khi nhận một lời mắng chửi, thay vào đó, kết quả thường là sự đổ vỡ quan hệ giữa hai bên. Các lời dạy của nhà Phật thường hay nhắc nhở, trong ba nghiệp thân, khẩu, ý, thì ý nghiệp tuy vô hình nhưng lại là chủ. Từ không mà thành sự đều do ý là điểm bắt đầu, chính là để nhấn mạnh vai trò của động cơ trong lời nói. Do đó, lời nói hay lời mắng mỏ nhưng xuất phát từ tình yêu thương chân thật, thực sự quan tâm đến người đối diện thì thường không bao giờ dẫn đến kết quả tệ hại cả. Muốn nói thẳng, nói thật, tức là bản chất là có tâm tốt, nhưng để lời nói của mình không gieo nhân xấu thì làm như thế nào? Đối với cảnh giới tu hành như đạo sư kia thì sự nghiêm khắc luôn kèm tình yêu thương, nhưng trong cuộc sống đời thường thì hiếm có ai đạt cảnh giới như vậy, mà trái lại có khi còn tạo thêm nghiệp. Vậy với những người vốn có tính cách bộc trực, muốn nói thẳng nói thật, tức là bản chất là có tâm tốt, nhưng để lời nói của mình không gieo nhân xấu. Hãy luyện tập trước khi nói điều gì đó, tự đặt 5 câu hỏi sau đây. 1. Nói có đúng lúc không? 2. Nói có đúng sự thật không? 3. Nói có tốt cho người nghe không? 4. Nói có đi cùng thái độ hòa nhã không? 5. Nói có xuất phát từ động cơ tốt không? Đây cũng chính là 5 yếu tố của một lời nói thiện lành được Đức Phật thuyết trong Kinh Lời Nói. Có lẽ những người vẫn cho rằng mình nói thẳng nói thật mà lại thường nhận lại sự mất lòng từ người khác trong cuộc sống, luôn thấy các mối quan hệ bị đổ vỡ sau lời mình nói. Nên cân nhắc những điều trên, nhiều khi chúng ta mặc định mình nói thẳng vì muốn tốt nhưng không hề biết rằng chính thái độ không hòa nhã đã làm hỏng tất cả. Bởi nhiều khi chúng ta mặc định mình nói thẳng vì muốn tốt, nhưng không hề biết rằng chính thái độ không hòa nhã đã làm hỏng tất cả. Trong Kinh Tạp A Hàm, Phật khuyên người đệ tử cần phải suy nghĩ trước khi nói. Nếu ta không thích người khác nói lời thô ác với mình, thì người khác cũng như thế. Vậy tại sao với người khác ta lại mạ nhục họ? Việc thường xuyên đặt ra những câu hỏi nêu trên trước khi nói thẳng nói thật sẽ giúp chính người nói kiểm soát cơn giận, bởi luyện khẩu cũng chính là điều tâm. Trong cuộc sống, với người ngoài ta thường có thái độ hòa nhã, nhưng đối với vợ chồng ta lại hay vô ý nói ra những lời khó nghe, thậm chí là nhục mạ gay gắt. Vì nghĩ rằng đã là vợ chồng thì không cần câu nệ lễ tiết, nhưng trong văn hóa truyền thống xưa thì người ta có câu vợ chồng tôn kính như tân.
Tức là vợ chồng luôn luôn cần phải tôn trọng lẫn nhau. Lời nói bộc trực giữa vợ chồng lại là một khía cạnh tu khẩu rất quan trọng trong hôn nhân mà chúng ta ai ai cũng dễ mắc phải sai lầm nhất. Vậy, để giữ gìn khẩu đức trong cuộc sống hôn nhân thì cần nhớ những điều sau. 1. Ý thức được cuộc sống hôn nhân là thiêng liêng. 2. Mở rộng lòng để hóa giải mối duyên nợ tiền kiếp. 3. Khi bức xúc với đối phương không nên kể lể với nhiều người mà chỉ cần tìm người tin tưởng để giải tỏa nỗi lòng. Tốt hơn hết nên tạo điều kiện để hai vợ chồng nói chuyện với nhau trước. 4. Hãy nghĩ nhiều hơn đến ưu điểm của đối phương. Trong cả văn hóa phương Đông lẫn phương Tây, hôn nhân đều rất được xem trọng. Ở phương Tây, khi vào nhà thờ làm lễ, người ta cầu xin Chúa Trời chứng giám cho lứa đôi. Ở phương Đông, trong ba lần bái lạy nơi hôn lễ, thì bái đầu tiên chính là bái thiên địa, hàm ý xin trời đất chứng giám cho hôn nhân. Vậy nên hôn nhân còn mang ý nghĩa như một lời thề hẹn thiêng liêng, rằng cả hai sẽ luôn ở bên nhau, vượt qua gian nan không oán trách. Vì vậy khi kết hôn bạn phải xem trọng cuộc hôn nhân của mình, luôn nghĩ cách gìn giữ nó chứ không phải cứ gặp chuyện là muốn ly hôn. Giữa vợ chồng với nhau, ngoài tình nghĩa thì còn có duyên nợ. Chính vì thế, khi phải đối diện với những bất công, oan ức, nếu có thể mở rộng lòng mình thì phần ác duyên ấy cũng có thể được hóa giải. Nếu không biết kiềm chế tính tình, cứ nhất quyết phải trách móc đối phương, không ngừng bất bình oán thán, thì nội tâm bạn sẽ như quả cầu lửa vậy, một khi đã bùng cháy thì khó mà có thể vãn hồi. Khi gặp mâu thuẫn tranh chấp với nửa kia, tốt nhất là hai người nên trò chuyện một cách có lý trí. Nếu bạn cần tìm ai đó để tâm sự, thì cũng nên chọn người mà mình có thể tin tưởng, gửi gắm. Quan trọng nhất chính là nếu bạn thật sự nghĩ cho nửa kia, hy vọng đôi bên hòa hợp, thì phần thiện ý này sẽ giúp hai người vượt qua được mâu thuẫn. Ngược lại, nếu điều nghĩ đến chỉ là tức giận và oán thán, thì làm sao cuộc hôn nhân có thể như ý bạn được. Có nhiều cặp vợ chồng kết hôn đã lâu nên dường như quên mất nguyên nhân ban đầu họ đến với nhau mà lại quen dùng kính lúp để soi mói cái sai của người khác. Dùng khuyết điểm của người kia để che giấu cho thiếu sót của bản thân mình chính là thói quen lừa dối bản thân mà không tự biết. Đúng sai về mặt hình thức nhiều khi là không quan trọng. Nếu bạn nhìn vào mặt tốt nhiều hơn, khen ngợi nhiều hơn thì hôn nhân tự nhiên cũng hòa hợp và ấm áp. Trong các loại nghiệp thì nghiệp khẩu là dễ phạm phải nhất nhưng lại gây quả báo sâu nặng vì nó có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, dẫn đến sự đổ vỡ, dẫn đến sự đau khổ tột cùng, dẫn tới mọi sự phiền não. Vết thương trên thân thể thì dễ lành hơn vết thương gây ra bởi lời nói. Do đó, việc ý thức được uốn lưỡi 7 lần trước khi nói chính là một loại tu dưỡng mà ai cũng cần rèn luyện, luyện khẩu cũng chính là điều tâm. Giữ được cho mình một tâm hồn tĩnh lặng an lạc khi gặp mọi vấn đề trong cuộc sống thì chính là một loại trí huệ. Vâng, cảm ơn quý vị cô bác đã đón nhận bài viết tử vi tuổi Giáp Thìn 1964 2 tháng đầu năm 2024. Những thông tin Minh Đường tử vi biên tập nhằm giúp tín chủ có thêm sự tham khảo và chiêm nghiệm về cuộc sống. Người xưa có câu, đức năng thắng số, một người biết hành thiện tích đức, chăm chỉ làm việc tốt, tránh xa điều xấu có thể chuyển biến vận mệnh. Khi tích đủ phúc phần thì hạnh phúc, những điều tốt đẹp sẽ tự đến. Năm mới Giáp Thìn 2024, Minh Đường tử vi kính chúc quý bạn và gia đình một năm mới, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.